Muốn ngực bự thì chọn gì giữa hip đất và xà kép? Cả hai bài đều tác động rất tốt vào ba nhóm cơ là ngực, vai và tay sau. Hip đất sẽ giúp tác động rất tốt vào phần ngực mà khúc ở trên, rất dễ tập và kỹ thuật không yêu cầu thiết bị phức tạp và tập ở đâu cũng được, giờ nào cũng được. Tuy nhiên nó bị một cái hạn chế là khó tăng tiến level cho bài tập, cụ thể ở đây trọng lượng tạ. Vậy nên trong lúc này, đối với những anh em nào đã đạt được một cái trình độ tập luyện tương đối thì bài xà kép sẽ tốt hơn rất nhiều, vì nó sẽ giúp ăn tốt hơn vào phần ngực cũng như là xây dựng cái phần cơ tay sau cực kỳ nam tính. Tuy nhiên đối với những anh em nào tập tại nhà không có những thanh xà chuyên dụng thì có thể chế cháo bằng cách vận dụng những cái bàn, những cái ghế với độ cao bằng nhau, miễn sao là nó chắc chắn là... Đối với mình rất thích bài tập xà kép vì cảm nhận nó vào cơ ngực cực kỳ tốt. Còn bạn thì sao? Hãy để lại comment của mình bên dưới nhé.